truyện Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cách đây lâu đời lắm, ở lĩnh Nam có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, sức khỏe tuyệt trần, lại có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ Động Đình, gặp Long Nữ là con gái Long Vương, hai người kết làm vợ chồng. Ít lâu sau, sinh được một đứa con trai, đặt tên là Sùng Lãm. Lớn lên, Sùng Lãm rất khỏe, một tay có thể nhấc bổng lên cao tảng đá, hai người ôm không xuể. Cũng như cha, Sùng Lãm cũng có tài đi lại dưới nước. Khi nối nghiệp cha, chàng lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lúc bấy giờ, đất lĩnh Nam còn hoang vu, không nơi nào được yên ổn. Lạc Long Quân quyết chí đi du ngoạn khắp nơi. Đến vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá này đã sống rất lâu đời, mình dài hơn 50 trượng, đuôi như cánh buồm, miệng có thể nuốt chửng 10 người một lúc. Khi nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị nó nhận chìm, người trên thuyền cũng bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật đó, họ gọi nó là Ngư Tinh. Chỗ ở của Ngư Tinh là một cái hang lớn ăn sâu xuống đáy biển. Trên hang là một dãy núi đá cao ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng. Lạc Long Quân quyết tâm giết loài yêu quái trừ hại cho dân. Chàng đóng một chiếc thuyền thật chắc, thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh, nung cho thật đỏ, rồi đem khối sắt xuống thuyền, chèo thẳng tới hang Ngư Tinh. Lạc Long Quân giơ khối sắt lên, giả cách như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tình há miệng đón mồi, chàng bèn ném thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tình bị cháy họng, vùng lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân. Chàng liền rút gươm chém Ngư Tình ra làm ba khúc. Khúc đầu Ngư Tinh hóa thành con chó biển, chàng vứt đầu lên một hòn núi, nay hòn núi ấy còn gọi là Cẩu Đầu Sơn. Khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩn, nay còn gọi là Cẩu Đầu Thủy. Còn khúc đuôi của nó thì Lạc Long Quân lột lấy da, đem phủ lên một hòn đảo giữa biển. Đảo ấy nay còn mang tên là Bạch Long Vĩ. Trừ xong nạn Ngư Tinh, Lạc Long Quân đến vùng Long Biên. Ở đây có một con cáo chín đuôi, sống đến hơn 1.000 năm, đã thành tinh. Nó trú trong một hang sâu dưới chân một hòn núi đá ở phía tây Long Biên. Con yêu này thường hóa thành người, trà trộn trong dân chúng, bắt cóc con gái đem về hang của nó. Một vùng từ Long Biên đến núi Tản Viên, đầu đầu cũng bị Hồ Tinh hãm hại. Nhân dân hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng vườn nương rẫy, kéo nhau đi nơi khác làm ăn.
Lạc Long Quân thương những người dân vô tội, lập tức một mình một gươm đến sào huyệt Hồ Tinh tìm cách diệt trừ nó. Khi Lạc Long Quân vừa tới cửa hang, con yêu thấy bóng người liền xông ra. Chàng hóa phép làm mưa gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu. Giao chiến suốt 3 ngày đêm, con yêu dần dần đuối sức tìm đường tháo chạy. Lạc Long Quân đuổi theo, chém đứt đầu nó. Con yêu hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ 9 đuôi. Lạc Long Quân vào hang cứu những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông cái vào phá hang. Nước sông chảy như thác, đánh băng ngọn núi, xoáy hang cáo thành một vực sâu. Người đương thời gọi là Đầm Xác Cáo, đời sau mới gọi là Tây Hồ. Dẹp yên nạn Hồ Tinh, nhân dân quanh vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng ven hồ và dựng nhà lập xóm trên khu đất cao nhất gọi là làng Hồ, đến nay vẫn còn. Thấy dân vùng Long Biên đã được yên ổn làm ăn, Lạc Long Quân đi ngược lên miền rừng núi và đến đất Phong Châu. Ở vùng này có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cao hàng ngàn trượng, trước kia cành lá sum suê, sau nhiều năm cây khô héo biến thành yêu tinh, người ta gọi đó là mộc tinh. Con yêu này hung ác và quỷ quyệt lạ thường. Chỗ ở của nó không nhất định, khi thì ở khu rừng này, khi thì ở khu rừng khác. Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng, ẩn náu khắp nơi, đón bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết. Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân, diệt trừ loài yêu quái. Chàng giao chiến với nó suốt 100 ngày đêm, làm cây lồng đá lở, trời đất mịt mù mà vẫn không thắng được nó. Cuối cùng, chàng phải dùng đến nhạc cụ như chiên trống khiến nó khiếp sợ, bỏ chạy mất dạng. Diệt xong được nạn yêu quái, Lạc Long Quân thấy dân vùng này vẫn còn đói khổ thiếu thốn, phải lấy vỏ cây che thân, tết cỏ tranh làm chỗ nằm, lấy cây tùng lư, cây quan lan để ăn. Lạc Long Quân dạy cho dân biết cách trồng lúa, nếp, lấy ống tre thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để đề phòng thú dữ. Lạc Long Quân còn dạy cho dân sống cho trọn đạo cha con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện nguy nga trên một ngọn núi cao. Nhưng chàng không ở, thường về quê mẹ dưới Thủy Phủ và dặn dân chúng rằng: hễ có tai biến gì thì cứ gọi ta sẽ về ngay. Lúc bấy giờ, có Đế Lai từ phương Bắc đem quân tràn xuống phương Nam. Đế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ và nhiều thị nữ.
thấy vùng lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại nhiều chim muông gỗ quý. Để lại sai quân dựng thành, đắp lũy, bắt người dân phục dịch rất cực khổ. Không chịu nổi cảnh đô hộ của ngoại bang, dân chúng bèn hướng về Nam Hải gọi to: "Cha ơi, sao không về cứu chúng con?" Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân đã về. Nghe dân chúng kể chuyện, Lạc Long Quân hóa là một chàng trai rất đẹp, có hàng trăm đầy tớ theo hầu, vừa đi vừa hát, đến thẳng chỗ Đế Lai ở. Chàng không thấy Đế Lai đâu cả, mà chỉ thấy một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh lính. Cô gái xinh đẹp ấy chính là nàng Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem lòng say mê, xin đi theo chàng. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình trên núi cao. Đế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân lính đi tìm khắp nơi. Lạc Long Quân sai hàng vạn thú rừng ra chặn các nẻo đường, làm chúng khiếp sợ bỏ chạy. Đế Lai đành thu quân chạy về phương Bắc. Lạc Long Quân ở với Âu Cơ được ít lâu, thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau 7 ngày, cái bọc nở ra 100 quả trứng. Mỗi trứng nở ra 1 người con. 100 người con đó lớn nhanh như thổi, tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời. Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long Quân tuy sống đầm ấm bên vợ con, nhưng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm, Lạc Long Quân từ giã Âu Cơ và đàn con, hóa làm một con rồng vút lên mây bay về biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân nhưng không đi được, buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày này sang ngày khác, họ mỏi mắt mong chờ mà vẫn biền biệt tâm hơi, không thấy Lạc Long Quân trở về. Nhớ chồng quá, Âu Cơ đứng trên ngọn núi cao, hướng về Nam Hải cất tiếng gọi: "Chàng ơi, sao không về, để mẹ con chúng tôi sầu khổ như vậy?" Lạc Long Quân trở về ngay tức khắc. Nàng Âu Cơ trách chồng: "Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao động lớn, ăn ở với chàng, sinh được 100 con. Thế mà chàng nỡ lòng nào bỏ đi, để mặc mẹ con thiếp sống bơ vơ khổ não." Lạc Long Quân nói: "Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu được. Nay ta đem 50 con về miền biển, còn nàng đem 50 con về miền núi, chia nhau trị các nơi. Kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự gì nguy biến thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên." Hai bên từ biệt nhau, 100 người con tỏa đi các nơi. 100 người đó chính là tổ tiên của người Bách Việt. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Vua Hùng chia nước ra làm 10 bộ, đặt tướng Văn Võ, gọi là Lạc Hầu, Lạc Tướng. Con trai của vua gọi là Quan Lang, con gái của vua gọi là Mỹ Nương. Ngôi vua đời đời cha truyền con nối, các đời vua kế tiếp nhau đều gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương.
Lạc Long Quân là người mở mang cõi lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho nhân dân. Vua Hùng Vương là người dựng nước, truyền nối được 18 đời. Do sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, nên dân tộc Việt Nam được xem như dòng giống tiên rồng.